Hello, chào anh em nha. Quý xin chào anh em nha. Hôm nay quý giới thiệu đến anh em một con máy bơm hơi lưu động. Con này là nguyên zin nha anh em. Con này của hãng Iwata. Nhật về là người ta lắp cái động cơ luôn. Lắp cái động cơ Gobin sẵn luôn. Con này là dùng cho anh em đi lưu động được. Cái động cơ này có đề anh em ha. Đấy, động cơ có đề. Và nếu như đề không được chúng ta có thể khởi động bằng tay được. Cái bình theo máy này nó quý có sạc mà nó không vô, coi như là anh em đem về anh em đổi bù cái bình khác ha, mua bình khác. Bình này cũng được mớ tiền á, bình này đổi bù cũng được mớ tiền á. Rồi cái động cơ này là nó 5 ngựa anh em ha, EI20DS. Động cơ này 5 ngựa dòng tua 4000 Gobin. Còn cái đầu nén thì động cơ 2 piston 2 cấp Iwata 2 cấp. Đẹp luôn anh em. Này liền lạc đẹp luôn. Đó. Nguyên máy liền lạc đẹp. Chỗ này do cắn móp bể. Cắn móp bể không sao cả. Rồi. Đây là thông tin bình hơi nha. Bình hơi này là dung tích là 165 lít. Đấy. Dung tích 165 lít. Và maximum là 14.8 kg/cm³ anh em. Áp cao nha. 14.8 kg coi như gần 15 kg rồi. Sản xuất tại Nhật Bản luôn. Xuất xứ hoặc Nhật Bản. Bên đây là cái số series model rồi nè. Model TLUE22-14S. Còn số series là WG0487. Made in Japan hết. Đấy. Ê, con hơi còn liền lạc đẹp nha anh em. Rồi chốc sơn ở đây xíu. Quá em. Rồi giờ quý sẽ cho máy chạy khởi động cho anh em xem coi nó làm việc như thế nào nha. Wow. Này. Đây là tắt nè, đây là mở nè. Rồi kiểm tra khóa xăng. Rồi khóa xăng đang mở nè. Kéo e, đóng e. Rồi giật, giật nó chạy xong cái mở e trở lại. Rồi mở e đi. Ừ. Đó anh em, máy chạy ok luôn anh em. Còn rất là sạch. Máy hoạt động tốt. Bình hơi, bình nén hoạt động tốt. Hiện tại đồng hồ đang báo là 4 kg anh em. Thì cái này nó có cái van an toàn nha. Khi mà hơi đầy đó thì nó đã sẽ đẩy van an toàn lên là nó sẽ ngắt chế độ nạp. Đấy. Anh em thấy không? Ngắt chế độ nạp đồng thời là tự kéo ga máy nhỏ xuống luôn. Đấy, còn khi mà mình xả hơi đến lúc mà trì bơm đó nó sẽ tự kéo ga lên. Quá hay luôn. Mấy bạn Nhật Bản mấy bạn làm hay quá. Ở đây có con mắt để cho mình thăm nhớt của đầu bơm nha anh em. Đấy anh em thấy không?
đó, khi mà bình hơi đầy là tự động nó sẽ khống chế vậy. Hết xăng, nó cũng đã dừng hoạt động rồi. Rồi con máy rất là tuyệt vời. Hơi là bao la luôn. Rồi ok, anh em nào muốn sử dụng con máy này dùng để vá vỏ hay là làm công việc gì đó lưu động rất là tiện lợi, thì liên hệ quý số điện thoại là 0988 577 662 để nhận báo giá nha anh em. Cứ tự nhiên nha anh em, cứ báo giá thì anh em xem hợp lý thì mình vào việc, không vấn đề gì hết. Xin chào tạm biệt và cảm ơn em đã xem.